Nè, mấy thằng trai già nhậu quá anh ơi. Nhậu ghê mà không có tưởng tượng nổi luôn á. Bữa nay lên lịch ngày nào mọi gì nó cũng biết nhậu hết trơn á. Bởi vì phận đàn bà em giờ bó tay mấy ngày luôn rồi. Nó nhậu gì đâu mà từ sáng tới chiều, tới chiều tới tối tới phi ghế cho em hết nói nổi luôn. Ừ. Đi ăn uống cái gì á rồi nó kèm theo chai rượu, nó nói nhậu thì phải ăn, ăn rồi phải nhậu, giết em cũng bó tay cái tụi này luôn. Hả? Nó đi này đi nọ cái nhớ tới rượu, nào nhậu nhậu xong rồi nó về nữa, nó quánh đập vợ con, nó chửi bới, giết em cũng là bó tay chấm cơm với nó luôn rồi đó. Hả? Có con chó ở nhà thôi á, nó cũng bàn nó đây nè, tiết canh nè, nó cũng cũng quất luôn, nó thật là bó tay bó chân em, giờ mới quỳ em lại luôn á.